Cũng trong ngày 10 tháng 8, Trạm Y tế, Phường Vĩnh Quân phối hợp với 4 khóm trên địa bàn, tổ chức tiêm vaccine Pfizer phòng Covid-19 liêu nhắc lại cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Ngày 10 tháng 8, Trạm Y tế, Phường Vĩnh Quân phối hợp với 4 khóm trên địa bàn, tổ chức tiêm vaccine Pfizer phòng Covid-19 liêu nhắc lại cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Đợt tiêm vaccine lần này, Trạm Y tế Phường được Sở Y tế tỉnh phân bổ 100 liều vaccine Pfizer để tiêm liều nhắc lại đối với các trường hợp đã tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19, đối tượng tiêm từ 12 tuổi trở lên. Theo các chuyên gia y tế, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Mặc dù dịch COVID-19 đang được kiểm soát, nhưng chúng ta không thể chủ quan mà phải nên đi tiêm liều nhắc lại để tạo hệ miễn dịch tốt nhất.